Tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong những ngày qua, lợi dụng chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tập trung thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân đã tiến hành xây dựng nhà trái phép. Trước tình trạng này, thì ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nhằm không để xảy ra tình trạng này. Chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây, hộ dân này đã tranh thủ xây dựng nhà trái phép với công trình quy mô nhà kiên cố. Thậm chí, chủ hộ công trình này đã yêu cầu đội ngũ thợ xây thi công cả những ngày cuối tuần và ban đêm để nhanh chóng hoàn thiện công trình. Theo chính quyền địa phương, đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trong những năm gần đây. Phường cũng đã chỉ đạo thường xuyên anh em là 24/24, kể cả ban đêm, các đối tượng là lợi dụng ban đêm để mà xây dựng trái phép thì lực lượng cũng đã kiểm tra và ngăn chặn kịp thời. Thực tế, trong đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 lần trước tại nhiều phường ở thành phố Biên Hòa đã để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép phức tạp tràn lan. Do đó, ngay từ đầu tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo các phường ngoại thành phải tập trung công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng trên. Lập 3 tổ để tăng cường đi kiểm tra, do đó mới phát hiện những trường hợp xây dựng này để mà có lập biên bản đình chỉ rồi thu hồi các công cụ, dụng cụ, các phương tiện để mà xây dựng trái phép. Trong thời điểm này, chính quyền các cấp ở Đồng Nai đang phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa tăng cường công tác quản lý để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ ngay từ chính quyền cơ sở phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý ngay từ ban đầu đối với những trường hợp vi phạm. Có như vậy mới hạn chế và ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép trên từng địa bàn.